Hello, xin chào các em đã quay trở lại với kênh YouTube của anh nha. Bây giờ anh sẽ mở bì xe đồ chơi này ha. Xe này anh mới mua luôn ấy. Đây, gồm có hai xe. Xe tải này thì trong bộ đồ chơi của anh chưa có. Xe này là xe tải trọng lớn này. Và xe này là xe ủi nha. Bây giờ anh sẽ mở ra chi tiết cho em xem. Nhìn vào trong thì các em cũng cũng hình dung được, cũng thấy được chiếc này rồi đúng không? Đấy. Ok, bây giờ anh mở ra nha. Xe này thì quá trời đẹp rồi các em ạ. Wow, cực kỳ đẹp luôn các em nha. Đây, anh sẽ lấy chiếc đầu tiên ra cho các em xem này. Đấy. Đây là xe máy ủi nha, máy xúc. Đây, máy ủi là như này này. Đây, ủi vào, xúc vào. Cắt lên như này, đấy, chúng ta cắt lên cao được nữa. Đấy, sau chúng ta đổ ra, có vài khắc luôn các bạn, các em à, có nghĩa là cái này này nó có vài khắc luôn, đấy, nó có thể đổ như thế này luôn này, cái bấm này này, cái gáo múc này có thể nghiêng tới cái này là tầm 45 độ dưới đó các em ạ, đây, chỉ xuống 45 độ luôn ấy. Từ dưới đất tính lên thì cái góc này tầm 15 độ này, như này ha. Cấu tạo của xe này, chỗ này nó có chỗ phía trong này này, nó có cái khớp với nhau. Đấy, bây giờ anh sẽ đại lại xếp càng lại. Đó. Xe này thì nó có một cái ưu điểm, đó là gì? Chỗ này có một cái tay cầm. Đây, chỗ này có một cái tay cầm để cho chúng ta dùng điều khiển cái bấm dưới này. Và xe này không có bánh trấn các em nha. Đây, xe này không có bánh trấn. Đây là phần dưới của xe. Đây, chỉ thế thôi. Rồi bây giờ anh thử chơi hai tay nha, anh thử chơi hai tay thế như nào. Wow, nói chung là nó vẫn chưa lỏng các em ạ, nó vẫn còn cứng vì xe mới mở hộp mà chơi chưa nhiều, là cái phần này nó rất là cứng các em ạ, kiểu nó như thế. Đó, cái đó là anh chơi hai tay là nó như thế. À, bây giờ anh đã xúc máy ha. Wow, bài bản là như thế này này. Đây, còn con xe bên này là xe tải các em nha. Bây giờ anh sẽ mở ra luôn cho các em xem. Đây, xe này thì không có động cơ bên trong, không có bánh đà, không có bánh trớn gì luôn. Rồi ok ha, bây giờ anh sẽ mở con xe tải này ra nha. Đây. Rồi, đây là xe tải nhìn rất là lạ luôn này, rất là lạ mắt luôn các em nha. Đấy. Này, cái thùng này, cái thùng của xe tải này chúng ta có thể là bên bên là tới sau luôn các em này. Đấy. Phía sau này có một cái này để kéo xe, nó giống thiết kế này, nó làm giống xe thật vậy. Và xe này nó cũng không có động cơ chạy bằng trấn hay là bằng bánh đà gì hết các em nha. Ở phía trước này nó vẫn có một cái tay lái, cái tay cầm ấy, để cho chúng ta cầm và đổ lên như thế này này. Cái xe này nhìn rất là lạ luôn, nhìn giống như mấy cái công trình mà ở Mỹ hay có chiếc xe này này. Xe này Việt Nam, xe tải ở Việt Nam mình chưa có loại này đâu, chỉ có nước ngoài mình có loại này thôi nha, hiện tại là Việt Nam chưa có.
Việt Nam mình chưa có cái công trình nào lớn để mà có cái con xe này vào làm việc. Đấy, chẳng qua là mình không mua thôi. Chứ mua thì xe này chở thì hư đường hết các em ạ. Đây. Rồi ví dụ như con xe múc này, mình có thể đổ vào tới con xe cao trên đáy được luôn á. Ví dụ như đây đúng không? Bây giờ chúng ta cắt lên này. Cắt lên này. À, cắt lên nữa, cái này còn cắt lên cao lắm các em ạ. Rồi, đem xe này qua đây, mình chơi hai tay cho nó dễ ha. Tại vì sao? Tại vì cái này nó còn cái những cái gờ nó còn cứng lắm. Đó. Rồi, từ đây ha. Rồi chúng ta có thể đổ vào này. Đó. Nó rất là cao, cái này nó đưa lên cao lắm các em ạ. Rồi ok, bây giờ anh sẽ hạ xuống. Đấy. Đây là hai chiếc xe mà anh mới vừa mở hộp ở trong đấy là. Wow, quá trời đẹp luôn ha. À, để anh quay sát lại cho các em xem nha. Xe này thì chơi gì rất là vui đấy, anh nghĩ là như thế. Đấy, anh kéo lên này, rất là cứng luôn các em ạ. Đây là xe ủi, các em nhìn nghe cái tiếng không, rất là cứng. Rồi ok ha, là xe ủi, còn phía bên này là xe tải nha, đây là xe tải này. Đây, có thể bên như thế này luôn là các em hiểu rồi đấy. Bên 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 xuống đất như thế này luôn là các em hiểu rồi, cực kỳ là như nào, cực kỳ là cao luôn. Và wow, có nhiều xe tải ở Việt Nam mình nó bán nhưng mà chúng ta không thể bay như thế này, cái thiết kế này là bay hết được, còn mấy cái thiết kế kia là sẽ bay không hết được như thế này ha. Rồi đây, rồi ok ha, video đến đây anh làm review xe này đến đây là hết. Rồi nếu các em thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe kênh nha. Xin chào và tạm biệt. Hẹn các em trong những video lần sau nha. Bye bye.